xương khớp, đó là tác phẩm Người trong bao. Người trong bao là người trong bao có cách gọi cho một cái kiểu người được sản sinh trong môi trường duyên giới Nga nửa cuối thế kỷ 19. Trước tiên chúng ta sang cô phần một La Mã giới thiệu, chúng ta tìm hiểu đôi nét về chân dung của nhà văn xương khớp. Nào, đây là nhà văn xương khớp. Em theo dõi cho cô trước số 365 phần tiểu dẫn. Chúng ta tìm hiểu đôi nét về nhà văn xương khớp. Thì nhà văn xương khớp sinh năm 1860 tại Nga và mất năm 1904 tại Đức. Ông xuất thân trong một gia đình buôn bán nhỏ. Chủ yếu là chúng ta nhấn mạnh những nét chính về nhà văn xương khớp. Thì ở đây cô lượt qua một số nét chính mà chúng ta theo dõi. Xương khớp là nhà văn Nga kiệt xuất, là một trong những đại biểu lớn cuối cùng của văn học hiện thực Nga nửa cuối thế kỷ 19, nhà cách tân thiên tài về chuyện ngắn và kịch nói. Ông vừa là bác sĩ, vừa viết báo, viết văn và hoạt động xã hội. Thì cái chi tiết này giống với nhà văn Lỗ Tấn của Trung Quốc, không chỉ là bác sĩ chữa bệnh về thể xác của con người mà còn là nhà văn chữa bệnh về tinh thần của con người, đặc biệt là trong cái môi trường xã hội Nga ở cuối thế kỷ 19. Xương khớp nhận được những cái giải thưởng và chức vụ vinh dự, đó là vào năm 1887 ông được nhận giải thưởng Pushkin của Viện Hàn Lâm Khoa học Nga. Đến năm 1900 thì xương khớp được bầu là viện sĩ danh dự của Viện Hàn Lâm Khoa học Nga. Tuy nhiên 2 năm sau thì ông đã khước từ cái vinh dự này để phản đối chính quyền Nga hoàng đã không chấp nhận cho nhà văn Pushkin được bầu làm viện sĩ. Về tác phẩm chính của xương khớp, chúng ta vẫn theo dõi cho cô trong số 365. Ở phần này thì có đề cập đến một số tác phẩm chính của xương khớp. Thì xương khớp để lại cho đời hơn 500 truyện ngắn, truyện vừa và những cái tác phẩm kịch nói. Sáng tác của xương khớp, cốt truyện rất giản dị, nhưng mà những cái vấn đề đặt ra thì có ý nghĩa xã hội to lớn, ý nghĩa nhân bản sâu xa. Sáng tác của ông lên án các xã hội bất công, thói cường bạo và các cuộc sống ăn hại của những cái tầng lớp Nga, của tầng lớp cầm quyền Nga đương thời. Ông phê phán cái sự bất lực của cái giới trí thức và đồng thời cái sự xa rõ tinh thần trong cái bộ phận, trong một số người, trong những người trí thức đó. Và ông bày tỏ sự đồng cảm đối với những người lao động nghèo, ông rất là trân trọng họ. Và dù trong hoàn cảnh nào thì xương khớp vẫn thể hiện niềm tin về tương lai tươi sáng của đất nước Nga, của con người Nga. Phần 2 nhỏ, đó là hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm. Ở sách giáo khoa 365 cũng đề cập đến phần sáng tác này. Người trong bao của xương khớp được sáng tác trong thời gian nhà văn dưỡng bệnh tại thành phố Yalta, bán đảo Crimea, Biển Đen. Thì lúc này xương khớp đã nổi tiếng khắp châu Âu. Thời đó xã hội Nga bế tắc ngạt thở với chế độ chuyên chế Nga hoàng cuối thế kỷ 19. Thì chế độ chuyên chế Nga hoàng cuối thế kỷ 19 được lịch sử ghi nhận lại, đó là Nga hoàng duy trì nguyên vẹn bộ máy cai trị, nguyên vẹn cái bộ máy cai trị của cái nền quân chủ chuyên chế. Để kéo dài những cái ngày tàn thì chính quyền Nga hoàng đã ban hành những cái chính sách rất là phản động, sẵn sàng đàn áp những cái lực lượng đối kháng chính quyền, đặc biệt là đối với những người trí thức tiến bộ và giai cấp vô sản. Chính quyền Nga hoàng ban hành cái chính sách rất là phản động, những gì tiến bộ thì không được thực hiện, cái việc mà giáo dục đại học có thì bị hạn chế, những cái tư tưởng tiến bộ thì bị bóp nghẹt. Và lúc này thì những cái điều là trái khoái ngược đời nó lại xuất hiện rất là nhiều. Nhà tù, cảnh sát, mật thám, chỉ điểm thì lại được tăng cường. Vì thế cho nên người dân bị bao trùm bởi hứng thụ không khí rất là ngột ngạt, họ mất tự do dân chủ. Đời sống của công nhân và những người lao động rất là cực khổ. Giai cấp vô sản của Nga, họ phải chịu những cái sự áp bức bóc lột của chế độ không khí và đồng thời còn bị cái sự bóc lột của giai cấp vô sản trong nước và ngoài nước. Tuy nhiên, trong cái bối cảnh như thế này là xuất hiện một cái bộ phận người trí thức, họ lại rất là hài lòng và họ tình nguyện trở thành nô lệ, góp phần duy trì cái bộ máy chuyên chế của Nga hoàng. Đó là họ tạo cho mình một cái lối sống trong bao, không chỉ làm khổ mình còn làm khổ người khác. Họ chấp nhận những cái chỉ thị thông tư cấm đoán một cách rất là tự nguyện và bắt buộc người khác cũng giống như mình. Chính vì điều đó khiến cho những người có tư tưởng tiến bộ họ cảm thấy rất là kinh sợ. Và điểm hình cho những người trong bao trong tác phẩm này chính là nhân vật Belikov. Chúng ta sang cho cô phần tóm tắt truyện. Ở cái phần này thì không chỉ là tóm tắt cốt truyện chính mà cô cũng đề cập đến một số chi tiết. Thì phần này chúng ta không ghi, chủ yếu là chúng ta chỉ theo dõi
Chỉ trong một chuyến đi sang 10 vụn, thầy giáo Borokin và bác sĩ Ivanuk đã tá túc lại nhà kho của ông trưởng thôn. Tại đây, thầy giáo Borokin đã kể cho bác sĩ Ivanuk nghe câu chuyện của một người đồng nghiệp vừa mới qua đời của mình, tên là Belikov. Nhân vật Belikov này là một giáo viên dạy tiếng Hy Lạp cổ. Đây là một người có lối sống và tính cách rất là kỳ quái. Belikov có một cái lối sống rất là khác người, và chính cái lối sống khác người quá lớn đó đã biến Belikov thành một nỗi ám ảnh kinh hoàng của mọi người. Thì cái tính cách kỳ quái và cái sự ám ảnh Belikov đối với mọi người như thế nào thì chúng mình sẽ tìm hiểu qua nhân vật này. Sau đó thì có sự xuất hiện của hai chị em Varenka và Kovalenko. Varenka là một cô gái chừng 30 tuổi, tính tình hồn nhiên, hay hát hay cười, và Kovalenko là một thầy giáo trẻ và lịch sử địa lý vừa mới chuyển về trường của Belikov. Sự xuất hiện của hai chị em nhà Varenka ít nhiều cũng làm cho cuộc sống ở đây có sự thay đổi, và đặc biệt bản thân của Belikov cũng có sự thay đổi, bởi vì anh ta cũng có cảm tình với Varenka và đã nghĩ đến việc kết hôn. Tuy cái định cưới vợ trót lọt tâm trí của Belikov, nhưng với bản tính lo sợ, cổ hủ lỗi thời, cho nên anh ta luôn lần lửa đắn đo. Sau đó anh ta nhận một cái bức tranh biếm họa của một người nào đó, họ gắn ghép anh với Varenka. Họ vẽ cái bức tranh Belikov khoác tay của Varenka, và phía dưới có cái dòng chữ một người tình si. Belikov đang lo sợ mình trở thành trung tâm của sự bàn tán, trở thành trò cười trò giễu cợt của thiên hạ. Thì qua hôm sau, Belikov lại nhìn thấy cô Kovalenko và Varenka chạy xe đạp. Cái việc chạy xe đạp rất là bình thường, nhưng đối với Belikov là một điều cực kỳ ngạc nhiên, và từ ngạc nhiên dần dần chuyển sang kinh hãi. Và tối hôm đó, Belikov quyết định đến nhà của Varenka. Tại đây, Belikov không gặp Varenka mà gặp cô Kovalenko. Belikov đã nói về cái việc đi xe đạp của chị em Varenka, đây là một việc không thể nào chấp nhận được, đây là một việc thật là kinh khủng. Và đồng thời Belikov cũng đề cập đến cái việc cô Kovalenko mặc áo thiêu ra đường là chuyện rất là buông thả, và nếu như không có chỉ thị thông tư nào cho phép thì chúng ta không được làm. Vì vậy cho nên cô Kovalenko sau một hồi cự cãi tức giận đã xô ngã Belikov té xuống cầu thang. Vừa lúc đó thì Varenka trở về, nhìn thấy cảnh tượng đó, cô ấy đã phá lên cười, và tiếng cười của Varenka đã chấm dứt tất cả mọi thứ, chấm dứt luôn cả việc cưới xin, và thậm chí chấm dứt luôn cả sự sống của Belikov. Belikov trở về nhà, việc đầu tiên là hắn đem cái tấm hình chụp của Varenka hắn mới để trên bàn, hắn đem cất đi. Sau đó hắn lên giường chùm chăn kín mít, và sau đó không bao giờ trở dậy nữa. Một tháng sau, Belikov qua đời. Cái chết của Belikov làm cho nhiều người rất là ngạc nhiên, tuy nhiên họ không giấu được sự nhẹ nhõm thoải mái của mình sau khi Belikov qua đời. Nhưng cái trạng thái đó cũng tồn tại được một tuần. Sau một tuần đó, mọi việc trở lại ngột ngạt như cũ. Và kết thúc câu chuyện của thầy giáo Borokin, bác sĩ Ivanuk đã thốt lên một lời cảm thán: không thể sống mãi như thế được. Đây là một thông điệp dự báo cho sự thay đổi lớn trong cuộc sống của mọi người. Chúng ta kết thúc cho cô phần một La Mã phần giới thiệu. Chúng ta sang cho cô phần 2 La Mã, phần phân tích. Trước tiên chúng ta nói về nhân vật Belikov. Thì ở trang 66, đây là chân dung của Belikov. Ở trang 66, thầy giáo Borokin nói về nhân vật Belikov như sau: hắn ta rất là nổi tiếng là vì lúc nào cũng vậy, thậm chí cả khi trời rất là đẹp. Thì cái cách phục trang của Belikov rất là khác lạ. Lúc nào cũng vậy, Belikov luôn đi giày cao su và cầm ô, mặc áo bằng câu ống bút bông, và lúc nào cũng vậy, cổ áo luôn luôn bẻ đứng. Belikov đeo kính râm và lỗ tai thì lúc nào cũng nhăn nhét không còn. Đây là cái trang phục Belikov đi ra ngoài đường, và thời điểm nào cũng vậy, dù là thời tiết rất là đẹp, Belikov vẫn phục trang như thế này. Không những vậy, ở trang 67, thầy giáo Borokin có nói: ở nhà cũng vậy, cũng mặc áo khoác ngoài, đội mũ, đóng cửa cài then. Như vậy, nhân vật này có bộ cách phục trang không chỉ ở ngoài đường mà còn ở trong nhà. Như vậy, cách phục trang của Belikov ở mọi lúc, mọi nơi. Cho nên, qua cái cách phục trang của con người này, chúng ta thấy rõ ràng có một gì đó rất là khác lạ so với những số đông, so với những người bình thường khác. Vì vậy, cho nên, nói về cách phục trang của Belikov, chúng ta
đang ở xung quanh anh ta. Và tại sao Belikov lại có một cái cách phục trang kỳ quái như vậy thì chúng ta sang cô phần B nhỏ, lối sống và tính cách của Belikov. Thì cái phần nói về lối sống và tính cách của Belikov sẽ góp phần cho chúng ta thấy được lý do tại sao Belikov lại có cách phục trang như vậy. Thì quay lại cho cô sách giáo khoa trang 66, thầy giáo Murikin đã kể về Belikov như thế này. Đó là tất cả những vật dụng của Belikov đều để trong bao. Ô hắn để trong bao, chiếc đồng hồ quả quýt cũng để trong bao. Và khi rút chiếc dao nhỏ để gọt bút chì thì chiếc dao ấy cũng đặt ở trong bao. Và qua cái cách phục trang kích thích thì người ta thấy cả bộ mặt của Belikov hầu như cũng để trong bao. Bởi vì ăn mặc như thế rồi, mặc áo vành có ống bút bông ở mọi thời tiết rồi, vậy mà vẫn còn bẻ cổ áo đứng lên, rồi còn đội mũ và đeo kính râm. Rồi khi lên xe ngựa thì lúc nào cũng cho kéo khui lên. Không chỉ là bộ mặt cũng cố giấu vào trong một cái bao, ngay cả ý nghĩ Belikov cũng cố giấu vào bao. Belikov không bao giờ dám có một cái ý kiến lớn nhỏ gì cả cho một cái vấn đề gì hết. Và kết thúc lại, thầy giáo Murikin nói tóm lại, con người này lúc nào cũng có khát vọng mãnh liệt là thu mình trong một cái vỏ, tạo cho mình một cái thứ bao có thể ngăn cách bảo vệ hắn khỏi những ảnh hưởng ở bên ngoài, khỏi những ảnh hưởng ở bên ngoài. Và mượn lời của thầy giáo Murikin, chúng ta khái quát cho cô cái chi tiết đầu tiên về lối sống và tính cách của Belikov, đó chính là cái lối sống thu mình nhút nhát. Belikov để tất cả mọi thứ vào bao, chúng ta kết hợp thêm cho cô cái phần về dẫn chứng trong sách giáo khoa. Ngay cả bộ mặt và ý nghĩ của mình, Belikov cũng cố giấu trong bao, bởi vì Belikov cũng có khát vọng rất là mãnh liệt, thu mình trong một cái vỏ, tạo cho mình một cái thứ bao. Và tại sao Belikov lại có cái khát vọng mãnh liệt đến như vậy, thu mình vào một cái vỏ, tạo cho mình một cái thứ bao ngăn cách mình với thế giới bên ngoài. Bây giờ chúng ta nhìn cho cô. Trong cái phần sách giáo khoa, nếu chúng ta đọc rồi, chúng ta sẽ nhận ra cái câu nói cửa miệng của Belikov đó là sợ nhỡ xảy ra chuyện gì. Vì vậy, cái khát vọng mãnh liệt và thu mình vào một cái vỏ tạo cho mình một cái thứ bao có thể ngăn cách bản thân của Belikov với thế giới bên ngoài là nó xuất phát từ cái sự khó chịu và sợ hãi của hiện tại. Belikov thường xuyên lo âu, sợ nhỡ xảy ra chuyện gì. Và cái sự lo âu này không có căn cứ. Có nhiều lúc không có căn cứ và thậm chí không chỉ sợ cho mình mà Belikov còn sợ dùm cho những người khác nữa. Và cái nỗi sợ hãi này nó đeo đẳng theo Belikov, không chỉ là khi Belikov đi ra đường qua các phục trang kính mít, mà cái nỗi sợ này nó còn đeo đẳng theo Belikov khi mà Belikov ở trong một cái nơi mà rất là an toàn, đó chính là cái ngôi nhà của mình, ở trong cái phòng ngủ chật như cái hộp. Và lúc đó Belikov nó trùm chăn kính mít, vậy mà Belikov vẫn sợ. Belikov sợ cái người đầu bếp của mình sẽ gây hại cho mình, sợ ăn trộm sẽ chui vào nhà. Cái nỗi sợ hãi này nó đeo đẳng Belikov. Và con người này khó chịu, sợ hãi với hiện tại, nhưng lại luôn ngợi ca về tôn sùng quá khứ một cách thái quá. Cái việc lựa chọn cái tiếng Hy Lạp cổ để mà dạy một cái thứ tiếng không còn thịnh hành ở trong cái xã hội nữa, đó là một cái cách mà Belikov đang cách ly mình với cái xã hội bên ngoài. Như vậy, cái con người này sống thu mình nhút nhát, khó chịu và sợ hãi với hiện tại, và để tạo cho mình một cái cảm giác an toàn, để tự bảo vệ mình, hắn đã chọn cho mình một cái lối sống máy móc giáo điều và cổ hủ. Belikov chỉ làm theo chỉ thị thông tư. Nếu như những gì mà chỉ thị thông tư không cho phép làm, Belikov tuyệt đối không làm, và đặc biệt cũng không để cho người khác làm. Đối với Belikov, đó là cái cách sống mẫu mực đúng đắn, và người khác sống là sai lầm. Điển hình như là việc mà cô Valenko và Valenka đi xe đạp, thì chúng ta theo dõi cho cô sách giáo khoa trang 68. Cái việc hai chị em đi xe đạp là việc rất là bình thường, đó là những điều rất là tự nhiên trong cuộc sống. Vậy mà Belikov đã tìm đến nhà của người ta, và Belikov nói những cái lời như sau: anh đã đi xe đạp và cái trò giải trí ấy hoàn toàn không hợp với tư thế một nhà giáo dục thiếu niên. Nếu thầy giáo đi xe đạp thì việc gì, thì học sinh sẽ làm gì? Lũ trẻ chỉ còn thiếu nước để đi đầu xuống đất thôi. Vả lại, nếu không có chỉ thị nào cho phép thì ta không được làm. Hôm qua tôi sợ phát kinh lên đấy khi tôi nhìn thấy chị của anh mắt tôi hoa lên. Đàn bà con gái mà đi xe đạp thì quả là chuyện kinh khủng. Như vậy, chuyện đi xe đạp đối với Belikov là chuyện cực kỳ kinh khủng. Và không chỉ thế, Belikov còn đề cập đến cái việc mà cô Valenko mặc áo thêu ra đường. Anh còn trẻ, tương lai của anh còn ở phía trước, anh cần xử sự rất là thận trọng. Thế mà anh đã buông thả cô, anh buông thả mình quá chừng. Anh mặc áo thêu ra đường, đi ngoài phố lúc nào cũng cầm theo sách này sách nọ. Rồi bây giờ lại còn cưỡi xe đạp. Chuyện anh và chị của anh đi xe đạp mà đến tay ông thanh tra, đến tay ông hiệu trưởng, lúc ấy còn ra cái thể thống gì nữa không? Chúng ta thấy rõ ràng cái việc đi xe đạp, cái việc áo thêu ra đường,
Belikov sẽ làm lớn chuyện lên. Và Belikov có một thói quen giao tiếp rất là kỳ quặc. Và cái thói quen giao tiếp kỳ quặc này nó cũng góp phần cho cái sự máy móc giáo điều cổ hủ của hắn. Đó là cuối trang 66, chúng ta theo dõi cái câu chi tiết đó. Hắn có một thói quen kỳ quặc là đi hết nhà này đến nhà khác, nơi bọn chúng tôi ở. Hắn đến nhà giáo viên nào đó chẳng hạn, kéo ghế ngồi, chẳng nói chẳng rằng, mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm vật gì. Hắn ngồi, hắn cứ ngồi im như phỏng như thế. Độ một giờ sau thì đứng dậy cáo từ ra về. Và Belikov cho rằng đó là cách duy trì những mối quan hệ tốt đẹp với bạn đồng nghiệp. Cái cách duy trì mối quan hệ tốt đẹp này của Belikov khiến cho đồng nghiệp điêu đứng, họ rất là sợ. Belikov đến nhà người ta không nói chuyện gì cả, ngồi ở đấy đảo mắt nhìn xung quanh. Cái cách mà hắn nhìn xung quanh đó là hắn xem coi người ta có làm những gì mà trái với thông tư chỉ thị hay không, để hắn báo cáo lên với trên, báo cáo lên với hiệu trưởng. Như vậy, nói tóm lại về nhân vật Belikov, chúng ta thấy con người này sống thu mình, nhút nhát, khó chịu và sợ hãi của hiện tại và sống máy móc giáo điều cổ hủ. Cho nên cuộc đời của Belikov chúng ta thấy rất là vô vị. Con người nhỏ bé tầm thường. Tất cả những gì mà chúng ta thấy được Belikov, rõ ràng cái cuộc sống đó nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Và người như Belikov không phải là chuyện có một, mà có rất là nhiều, đó là cả một bộ phận trong thế giới trí thức của xã hội Nga của thế kỷ 19. Và vì vậy cho nên kết thúc lại một cái Belikov mà chúng ta có thể nhận định cho cô, một con người nhỏ bé yếu đuối và vô cùng thảm hại. Và đây là một điển hình cho kiểu người trong bao, lối sống trong bao. Như vậy chúng ta thấy với cô ha. Và nhân vật Belikov này có lối sống như thế, lối sống trong bao, đang tư tưởng trong bao, cái gì cũng để ở trong bao, ngay cả nghĩ đen lẫn nghĩ bóng. Vì vậy cho nên cái lối sống của Belikov đã ảnh hưởng rất là nhiều người và ảnh hưởng phải bắt đầu cách tiêu cực trầm trọng. Chúng ta xem câu phần hai nhỏ ảnh hưởng của Belikov. Chúng ta xem lại chân dung của Belikov. Mấy em theo dõi cho cô đầu trang sách giáo khoa trang 67. Đó là khi Belikov còn sống. Thầy giáo Bruno kia nói như thế này: bọn giáo viên chúng tôi đều sợ hắn, thậm chí cả hiệu trưởng cũng sợ hắn. Cái thằng cha quanh năm đi giày cao su và mang ô ấy đã khống chế cả trường học chúng tôi suốt 15 năm trời. Mà đâu phải chỉ ở trường học, cả thành phố nữa ấy, các bà các cô có thứ bảy không dám tổ chức diễn kịch tại nhà, sợ rằng nhỡ hắn biết thì lại phiền. Với tu hành khi có mặt hắn thì không dám ăn thịt và đánh bài. Và dưới ảnh hưởng của những kẻ như Belikov, trong vòng 10-15 năm trở lại đây, những cái điều mà người ta thấy rất là tiến bộ nhưng người ta không bao giờ dám làm, người ta đâm ra sợ hãi, sợ nói to, sợ gửi thư, sợ làm quen, sợ đọc sách, sợ giúp đỡ người nghèo, sợ dạy học chữ. Tất cả những cái đó là những cái điều rất là tiến bộ, nhưng Belikov lại thấy đó là một cái điều sai lầm, bởi vì không có thông tư chỉ thị nào cho phép thì chúng ta không được làm. Cho nên khi còn sống, Belikov đã trở thành cái nỗi ám ảnh kinh hoàng của mọi người sợ hãi bị ám ảnh và tìm cách tới xa Belikov. Còn cô Valenko thì kinh ghét Belikov ra mặt. Sau những cái lời cự cãi đỉnh điểm là cô Valenko đã đẩy Belikov rơi xuống cầu thang. Đó là ảnh hưởng của Belikov khi còn sống. Và khi còn sống, Belikov đã ảnh hưởng như thế. Khi qua đời thì như thế nào? Chúng ta sang cho cô cái phần thứ hai, đó là lúc Belikov qua đời. Thì cô nói về cái chết của Belikov. Thật sự đây là cái chết của Belikov là cái điểm tất yếu. Chúng ta nhìn cho cô sách giáo khoa trang 69. Một tháng sau, Belikov chết. Bây giờ khi nằm trong quan tài, vẻ mặt hắn trông hiền lành dễ chịu, thậm chí còn có vẻ tươi tỉnh nữa. Cứ hệt như hắn mừng rằng cuối cùng hắn đã được chui vào cái bao mà từ đó không bao giờ phải thoát ra nữa. Phải rồi, thế là hắn đã đạt được mục đích của cuộc đời. Như vậy, Belikov có một cái khát vọng lớn, đó là thu mình trong một cái vỏ, tạo cho mình cái thứ bao để ngăn cách mình với thế giới bên ngoài. Vì vậy cho nên khi hắn chết đi, và người ta cảm nhận đó là một mặt khác còn của hắn đã đạt được rồi. Vì vậy cho nên nằm trong quan tài, một cái thứ bao vĩnh viễn, khuôn mặt của hắn trở nên rất là nhẹ nhõm. Và đây chính là cái nơi mà đối với bản thân của Belikov, nó đã tuyệt đối an toàn. Nó đã tuyệt đối an toàn. Mọi người đưa tang Belikov trong một cái trạng thái rất là nhẹ nhõm và thoải mái. Nhưng mà một tuần sau đó thì cuộc sống trở lại như cũ, nặng nề, mệt nhọc, vô vị. Tại sao lại như vậy? Belikov chết rồi, không còn ai làm phiền với mọi người nữa, không còn ai phải nhìn ngó mọi người có làm theo chỉ thị thông tư nữa hay không. Nhưng mà tại sao cuộc sống vẫn mệt mỏi nặng nề như thế này? Bởi vì Belikov này chết
Belikov khác, và thậm chí Belikov khác còn đáng sợ hơn Belikov này. Hay nói cách khác, cái chế độ biên chế cao hoàng vẫn còn tồn tại, nó vẫn tiếp tục đẻ ra những cái kiểu người như Belikov, kiểu người có lối sống trong bao, kỳ lạ trái khoái với số đông, với cái sự tiến bộ của loài người. Vì vậy cho nên nói về sự ảnh hưởng của Belikov, chúng ta thấy đây không phải là duy nhất, mà còn rất là nhiều những Belikov khác cũng có sự ảnh hưởng lớn đến mọi người. Và kết thúc lại, chúng ta thấy đây chính là điển hình, không phải là duy nhất nha, đây là điển hình. Và đây là con đẻ của chế độ chuyên chế tham hoàng thế kỷ 19. Và những con người như Belikov có lối sống trong bao, kiểu người trong bao như thế này ảnh hưởng trầm trọng đến tinh thần của mọi người. Mà chúng ta nhìn cô về phần ảnh hưởng của Belikov khi còn sống, lúc qua đời đều có sự ảnh hưởng lớn. Trong cái tác phẩm này, Belikov đã xây dựng rất là thành công và ấn tượng một cái nhân vật phải nói là vô tiền khoáng hậu Belikov. Tuy nhiên có những cái rất là vật quẩn, nhưng mà nó lại có giá trị rất là lớn. Nó là cái sự sáng tạo độc đáo đặc sắc của Belikov, đó chính là hình ảnh cái bao. Ta sang cho cô phần ba nhỏ, chúng ta nói về hình ảnh cái bao. Đây là hình ảnh minh họa. Thì ở cái trang 66, ở đầu cái tác phẩm đó, thầy giáo Burkin có nói về cái sinh học của Belikov, đó là cái chiếc ô, cái chiếc đồng hồ quả quýt, cái chiếc dao nhỏ, Belikov đều đặt ở trong bao. Như vậy cái chiếc bao này ở cái nghĩa gốc, nó chính là cái vật dụng để chứa đựng hàng hóa, nó có hình túi hoặc là hình hộp. Và cái điều quan trọng là không phải chúng ta tìm hiểu qua cái nghĩa gốc và cái vật dụng để đựng để gói hàng hóa này, mà không chỉ Belikov để những cái vật dụng của mình ở trong bao, mà ngay cả cái bộ mặt của mình, ngay cả tư tưởng suy nghĩ của mình, Belikov cũng muốn để vào bao. Và từ đó hình thành một cái lối sống trong bao, kiểu người trong bao, cổ hủ lạc hậu, lỗi thời, hèn nhát và vô vị. Vì vậy cho nên hình ảnh của chiếc bao này không chỉ là cái vật dụng để chứa đựng gói hàng hóa, mà nó còn là ẩn dụ cho cái lối sống và tính cách của Belikov. Và đồng thời Belikov không phải là một người duy nhất, mà còn rất là nhiều Belikov khác. Những cái con người trong bao, những kiểu người trong bao này, nó đã hình thành nên từ cái chế độ chuyên chế ngao hàng bảo thủ lạc hậu. Và hình ảnh cái bao còn có một cái nghĩa khác nữa, đó là ẩn dụ cho cái lối sống và tính cách của Belikov, và đồng thời là biểu tượng cho những kiểu người giống như Belikov mà chúng ta gọi là kiểu người trong bao, lối sống trong bao. Tuy nhiên chúng ta có nhận ra nhà văn Belikov muốn nói với chúng ta một điều khác nữa, đó chính là cái bầu không khí ảm đạm bao trùm cả nước Nga thế kỷ 19 bởi cái chế độ chuyên chế Nga hoàng.
trời. Và cái chết của Belikov nó như là cái sự đào thải những người như Belikov không thể nào tồn tại trong cái xã hội của những con người văn minh tiến bộ. Trong cái tác phẩm Người trong bao, Belikov xây dựng một cái hệ thống nhân vật đối lập, đó là đối lập giữa tính cách lối sống của Belikov và của mọi người khác, mà điển hình là giữa Belikov với chị em của Varenka qua cái việc rất là đơn giản đi xe đạp. Một người thì cho đó là chuyện bình thường, nhưng mà còn một người thì đã cho đó là chuyện rất là kinh khủng và phải chấm dứt ngay. Cuối cùng, kết thúc câu chuyện, thầy giáo Bruno Kim có nói một câu: không thể sống mãi như thế được. Cái câu kết thúc của thầy giáo Bruno Kim đã gợi ra rất là nhiều suy nghĩ của con người. Nó là một cái thông điệp gửi đến mọi người là phải thay đổi cuộc sống để đảm bảo những gì tiến bộ tốt đẹp cho xã hội mọi người. Cuối cùng, chúng ta kết thúc cho cô cái phần tác phẩm này. Thì ở phần ghi nhớ sách giáo khoa 370, chúng ta xem cho cô với nghệ thuật xây dựng biểu tượng và nhân vật điển hình, giọng kể chậm rãi, rồi kiểu cợt chăm biến, nghĩa mai vừa u buồn qua hình tượng nhân vật người trong bao, Belikov sẽ góp phê phán sâu sắc lối sống hèn nhát, bạc nhược, bảo thủ và ích kỷ của một bộ phận trí thức Nga cuối thế kỷ 19. Từ đó, nhà văn Phạm Thiết thức tỉnh mọi người không thể sống mãi như thế được. Thì bây giờ, trước khi kết thúc, cô mượn lời của nhà văn Nguyễn Tuân ở cuối trang 65. Nguyễn Tuân từng ca ngợi chuyện Belikov là một ác văn đã kích lên đến tuyệt đỉnh. Hình thù, tên họ nhân vật đã thành một cái sự, đã thành một hình dung từ ngày nay vẫn còn tác dụng lớn. Nghĩa là trong xã hội nào cũng vậy, đều có những con người như Belikov. Và chỉ khi nào xã hội trở nên trong sạch, lành mạnh, dân chủ thì những kiểu người của Belikov mới không còn lý do để tồn tại. Và chỉ khi nào con người ý thức được cái sự tồn tại cá nhân của mình có ý nghĩa và nó phải không